Hello, Ruby Hi xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay cuối tuần mình cùng với gia đình mấy nhỏ nấu cái món gọi là cá bạc má mình nướng với lại tôm và xúc xích mình xuyên quê mình nướng nha. Thì mấy đứa nhỏ nó cũng vừa rồi nó mới thi xong đó, thì nó chuẩn bị nghỉ hè. Thì nói chung là tụi nhỏ nó thi tốt thì mình cũng làm một cái clip cho mấy đứa nhỏ nó vui chơi. Ít nói chung là mình cũng đi làm bên công ty á, rồi cũng thời gian nó cũng hạn hẹp lắm, nó không có rảnh rỗi mà nghỉ để mà làm video. Nếu các bạn thấy thích kênh của Ruby Hi thì hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là cái con suối đó, mình đang đứng ở chỗ con suối nè, nhìn rất là đẹp. Rồi bên này nó có một cái cầu nữa nha các bạn đó. Tí nữa mình sẽ đi quay dạo một vòng cho các bạn cùng xem nha. Thì cái nguyên liệu hôm nay chúng ta làm cái món cá nướng thì chúng ta sẽ có là cá bạc má nè, rồi tôm mình sẽ xiên que ha các bạn ha, rồi xúc xích mình cũng xiên que mình nướng luôn. Chúng ta có chén tỏi ớt ha các bạn, rồi mình đâm sẵn một chén muối ớt. Và đây là tương cà và tương ớt nha các bạn, tương cà và tương ớt. Rồi tí nữa mình sẽ cho một miếng dầu ăn vào nữa để mình ướp cái xúc xích này nha. Rồi mình đem đi nướng. Rồi bây giờ mình sẽ ướp cá đi. Mình sẽ cắt cá ra mình ướp nha các bạn. Cá mình sẽ cắt ra khứa nha các bạn. Mình để nguyên con gì luôn, mình không làm, tại vì mình nướng mọi mà. Mình chỉ cắt khứa ra mình ướp muối ớt thôi. Ta sẽ tới cái món là xúc xích nướng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt khứa ra và mình sẽ ướp với chén tương ớt và tương cà nha. Và như vậy chúng ta cái phần nguyên liệu chúng ta đã làm xong rồi nha các bạn. Bây giờ đem ra trại và nướng thôi nha các bạn. Còn nước mắm tí nữa mình sẽ pha sau nha. Ở bên suối thì nó có một cái cầu nha các bạn. Cái cầu này là của nhà bà cô kế bên. Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Chỗ này nó có cái bãi cát mà phù lên rất là đẹp. Nó bù về ngay cua con suối nè. Để mình xuống nha các bạn. Đó, cái dòng suối này chảy rất là đẹp nha. Đây nó có cái cầu nữa, nhìn rất là đẹp luôn. Đây ông cậu Út, ông vừa đi bộ qua, ông lội con suối vừa đi bộ qua nha các bạn. Đó cái cầu nhà bà cô kế bên, nhìn rất là đẹp. Còn cái trại mình thì nằm bên kia, đó các bạn thấy cái trại xanh xanh bên kia không?
Đúng rồi, ngồi đây cũng đẹp lắm. Đây là cái cây vườn nước nha các bạn. Rất là mát. Thì mấy bữa giờ ở mình nó mưa rất là nhiều. Bữa nay thì nó mới nắng được. Đúng ngày hôm nay luôn á, là nó mới nắng được một chút xíu à. Mấy bữa giờ là mưa, cứ mưa dầm rồi mây cứ âm u miết vậy. Bữa nay ngày Chủ nhật cũng hên, trời nắng. Rất là đẹp nha. Không, cậu út lội nè. Rồi mình sẽ dọc theo con suối mà đi lên luôn cho các bạn, mình quay luôn. Nói chung cái khu gần nhà của mình á, giờ nó còn lại cái cảnh này thôi chứ hồi đó nó đẹp lắm. Đó. Còn đây là cây thị rừng. Đó, đây là cây thị rừng nha các bạn. Hàng núi nó cũng lội nè. Hello, chào mọi người đi núi. Rồi. Ở trên này có chuẩn bị chúng ta lên cái chúng ta lên nè. Cảnh rất là đẹp nha các bạn. Đây thì nó có cây sung hồi bữa mình đã quay rồi đó. Đó, bên này trái nó nhiều nè. Ok nha. Đó, cái trại nhà mình nó nằm bên kia. Cái sung rừng rất là đẹp nha. Rồi, chúng ta qua trại thôi. Chúng ta chờ coi lửa nó hừng chưa rồi mình sẽ nướng cá nha. Đây, còn đây là mấy đứa nhỏ. Mấy nhỏ đang chơi suối nha các bạn. Na. Ừ, chào mọi người đi con. Chào cô chú đi. Chào cô chú, con chào các bạn. Quay lại chào nè. Chào cô chú, chào các bạn. Dạ. Tiến lên hả? Rồi đó, đứng đó thôi. Na xuống không? Na ngồi đây hả? Giờ phải dẫn xuống. Giờ từ. Ừ. Rồi, để dép đó đi. Đây. Nắm tay ba. Rồi, xuống. Từ từ thôi. Rồi, xuống. Trăng quần lên. Để ướt, cái để ướt. Ăn quần lên, cái để ướt. Rồi, được rồi. Rồi. Sợ hả? Cái mặt à? Sợ sao? Bên này đã cạn nè, bên này nè. Đó. Rồi, đứng đây đây. Đứng xuống, không sao hết. Rồi, đứng đó đi.
nướng nha các bạn. Rồi, cá mình ướp nãy giờ nó thấm rồi đó. Rồi ok, mình nướng cá xong rồi tí nữa mình sẽ bỏ tôm với lại xúc xích lên nướng nha. Tại cái đó nó màu chín nè. Mình nướng cá trước đi. Tôm để còn nướng xúc xích trước đi. Rồi, đấy. Bỏ ra bên này cho nó riu riu riu. Đó. Ướp. Đó, ướp. Đây này, bỏ đây. Rồi. Ok, mời cả nhà nha. Nè, cầm con tôm đi, nè ăn tôm ăn này. Rồi, con ăn xúc xích đi. Rồi, cho chú Huynh cây luôn. Đó. Này là mấy đứa nhỏ nó thi xong rồi nha các bạn. Bữa nay mình nướng đồ cho tụi nhỏ nó ăn luôn. Rồi, dứt coi. Rồi, vô đây. Cảm ơn hai con. Rồi, mời cả nhà nha. Ngon không? Rồi, mình cũng thử một cây mình cắt ra thôi, còn cây cho thằng núi. Thử món mình ăn ít thôi. Ừ, để cả đá dần núi rồi mình cắt nó. Rồi tôm nữa nha. Đó, món của mấy đứa đó. Ô trò ơi, đá vô. U đàm. Ngon không nè? Chú Vinh nè, đó. Dứt cái rồi, chấm vô. Đó, đây là tương cà chấm vô. Đó. Đó. Y bài. Rồi, xong rồi tới nữa tới món tôm nữa nha. Rồi, thử cuốn đi. Bỏ bánh tráng xác xác vô đó, quay cuốn. Gắp cá nè. Rau đâu? Trời ơi. Rau dưa leo vô chứ làm một cuốn làm như bà leo cá hấp dẫn giống như băng sơn mà cái này nó mềm không phải lấy nước không rồi chấm chấm nước mắm lấy cái muỗng ra luôn đó.
Vô nha các bạn. Quay vô. Ngon lắm. Quá đã luôn. Rồi, bên này ăn tôm. Vô. Mấy cây rồi. Bỏ cây xuống. Nị lột cho em đây này. Lột con tôm cho em hay lột cái vỏ ra cho em. Rồi cứ để đó đi, con lột ra đi, lột cho em. Chú Quỳnh biết lột không? Lột cái vỏ ra. Hai đưa ba lột cho. Đây, nè, ba lột. Lột cái vỏ ra. Gì thì mình cuốn nha các bạn. Mời cả nhà nha. Đây. Mời các bạn nha. Mời cả nhà một miếng nữa nha cả nhà. Quá ngon luôn các bạn. Giờ quay cho mấy đứa nhỏ đi chơi suối nha các bạn. Mình té đó. Ở đây sao nè? Đi đường sao á? Mời cả nhà một cuốn nữa nha. Ở
ngon quá hết luôn các bạn. Bây giờ phải vô làm thêm một miếng nữa. Mình mới làm chén nước chấm xong nha các bạn. Nước chấm là nó quyết định tới 50%, cho nên là cái này cũng đơn giản lắm. Thì hai muỗng nước mắm ha, hai muỗng đường, muỗng cà phê nha các bạn, rồi một ít bột ngọt, rồi một muỗng nước, một muỗng nước, rồi tỏi băm với ớt băm mình bỏ vào thôi, rồi mình nặn tắc hoặc là chanh thì nó sẽ dùng được nha các bạn. Rồi cuốn lại. Rồi mình mời cả nhà. Quá ngon các bạn không? Thấy rồi nha, mình thấy rồi đó, ở phía sau luôn á, phía sau cái camera luôn á, chảy nước dãi luôn, có người chảy nước dãi rồi đó. Quá ngon các bạn không? Thôi clip nó cũng hơi dài rồi đó các bạn, cho nên mình xin tạm dừng clip ở đây nha các bạn. Các bạn thấy yêu thích Ruby Hi thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Ruby Hi nha. Chào tạm biệt. Bye.